Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 24 tháng 2. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nhận định của thị trường trong phiên trading ngày hôm qua của chúng ta đã khá là sát, khi mà các cái đồng tiền hàng hóa thì mạnh hơn đồng đô, nhưng mà các cái đồng tiền như trung lập như là Euro, GBP thì lại giảm so với đồng đô. Chúng ta có thể nhìn cái biểu đồ daily của cặp tiền Euro USD, có thể thấy rằng là sau khi tăng nhẹ trong cái phiên Á, phiên Âu thì đã bắt đầu giảm trở lại vào phiên Mỹ và có một cái cây nến giảm. Tiếp tục là một cái pin bar hình thành trên đỉnh và báo hiệu khả năng tiếp tục giảm điểm nữa. GBP cũng chung một cái xu hướng như vậy, đó là tăng trong cái thời gian nửa ngày đầu và giảm bắt đầu vào nửa ngày cuối. Các cái đồng tiền hàng hóa thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Sức mạnh đã vượt trội so với đồng đô la Mỹ, tuy rằng là cũng đã giảm điều chỉnh lại trong cái cuối phiên Mỹ. Nhất là đồng NZD với cái quyết định tăng lãi suất của ngân hàng dự trữ New Zealand thì chúng ta thấy rằng là NZD đang một trong những đồng tiền mạnh nhất. Nhưng nhìn cơ bản thì chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ? Rõ ràng cái tâm lý thị trường chung ấy, mặc dù là các đồng tiền hàng hóa có sự tăng trưởng so với lại cái đồng đô la Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là cái tâm lý thị trường trở lên được cải thiện hơn. Tại vì chúng ta biết rằng các đồng tiền mang cái tính rủi ro cao như là các đồng tiền hàng hóa, khi được cải thiện thì thường là tâm lý thị trường được cải thiện, nhưng trong cái bối cảnh hiện tại thì không phải. Mà cái sự tăng trưởng của các cái đồng tiền hàng hóa trong cái ngày hôm qua chủ yếu là đến từ cái quyết định nâng lãi suất của ngân hàng dự trữ New Zealand này mà thôi, ngân hàng trung ương New Zealand này mà thôi. Còn cái xu hướng chính vẫn là cái tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường vẫn đang chi phối tất cả các cái đồng tiền chính, và đó là cái lý do mà chúng ta nhận thấy rằng là cái chỉ số DXY ngày hôm qua có cái sự tăng trưởng trở lại. Chúng ta nhận thấy một cái cây nến daily đang tiếp cận đến cái vùng kháng cự cứng 96.4, và nhìn rất rõ cái tâm lý e ngại rủi ro trên các cái chỉ số chứng khoán chính là đại diện là cái thước đo S&P 500 có một cái sự điều chỉnh đi xuống rất là mạnh mẽ và dường như là đã phá vỡ hoàn toàn được cái vùng kháng cự, cái vùng hỗ trợ 4.300 điểm. Với cái biểu đồ vận động như thế này của chỉ số S&P 500 thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng tâm lý của thị trường hiện tại vẫn là thận trọng và e ngại rủi ro. Và cái hướng giao dịch chính của cái phiên trading ngày hôm nay theo tôi đó là tiếp tục mua vào đồng đô la Mỹ và bán ra nhóm các cái cặp tiền chính, có thể sẽ loại trừ các cái đồng tiền hàng hóa như là đồng tiền Úc Châu, như là đồng tiền New Zealand, hay là đồng USD CAD, hay là đồng Canada. Nhưng còn với các cái đồng tiền khác, thí dụ như là Euro, thí dụ như GBP, thì chúng ta hoàn toàn vẫn trong cái xu hướng chính, đó là tìm cái cơ hội và bán xuống. Các cái chỉ số chứng khoán cũng như vậy. Thì liên quan đến cái thị trường hiện tại, chúng ta biết rằng là cái câu chuyện mà vẫn tiếp tục chi phối thị trường lúc này đó chính là cái câu chuyện về xung đột chính trị tại Ukraine. Thì chúng ta biết rằng là với cái sự leo thang rằng là Nga đã mang quân vào triển khai vào hai cái vùng, đó là cái vùng giáp danh giữa biên giới của mình là vùng Luhansk và Donetsk, là cái vùng chúng ta biết rằng là đây Luhansk, Donetsk tiệm cận với lại biên giới của Nga. Thì hiện tại Mỹ và phía châu Âu đã áp dụng các cái biện pháp chính về trừng phạt kinh tế đối với Nga, thí dụ như là đưa ra các cái lệnh cấm vận đối với lại các cái quan chức thân Nga, các cái quan chức thân cận Nga, cụ thể là ba cái nhân vật mà rất là gần gũi với lại Tổng thống Putin. Hay là cái Đức cũng xem xét cái việc đó là tạm dừng cái đường ống dẫn dầu từ phía Nga sang phía bên Đức, hay là các cái biện pháp về tiếp cận thị trường vốn của Nga bên phía cái thị trường tài chính châu Âu. Thì với các cái diễn biến leo thang như vậy, chúng ta thấy rằng là rõ ràng thị trường vẫn đang bị chi phối, bằng chứng là chỉ số S&P 500 ngày qua giảm rất là mạnh, mặc dù rằng không có nhiều các cái thông tin liên quan về kinh tế được công bố, đúng không ạ? Thì với cái bối cảnh như hiện tại, chúng ta vẫn ưu tiên các cái cơ hội mua vào đồng đô la Mỹ, bán ra cái các cái cặp tiền G7 nha. Lý do tại sao lại mua vào đồng đô la Mỹ hiện tại trong cái bối cảnh đó là gì ạ? US 10 year dường như là có vẻ như lại muốn có một cái sự điều chỉnh. Chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ của lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ thì sẽ thấy cái điều này. Tôi xin lỗi nha, chúng ta gõ lại một chút. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Ngày hôm qua chúng ta kỳ vọng là bond yield tiếp tục tăng, đúng không? Ngày hôm qua bond yield tiếp tục tăng. Thế nhưng mà tăng lên thì không thực sự quá mạnh mà chỉ để lại một cái cây pin bar phía bên trên đỉnh này. Nhìn vào cái biểu đồ daily của bond yield như này á, thì tôi nghĩ rằng một cái kịch bản rất có thể sẽ xảy ra trong những cái ngày tới đây, đó là nhiều khả năng bond yield quay trở lại cái xuống giảm. Trước đó thì khi mỗi khi bond yield mà tăng lên á, chúng ta đều kỳ vọng DXY tăng lên, và bond yield mà giảm xuống thì là cái động lực mà chỉ kéo cái sức tăng của DXY. Nhưng hiện tại thì tại sao mà khi bond yield đi xuống chúng ta lại không có ngại về cái hướng đi của đồng đô la Mỹ, mà ngay cả khi bond yield đi xuống thì đồng đô la Mỹ vẫn có cái cơ hội đi lên? Đó là vì cái chi phối, cái động lực chi phối cái hướng đi của bond yield hiện tại đó chính là cái vấn đề về địa chính trị. Lý do là tại vì khi người ta có cái xung đột địa chính trị như vậy thì người ta tìm về cái trái phiếu chính phủ Mỹ như là một cái nơi trú ẩn. Thành ra khi nhiều người mua trái phiếu,
Mỹ thì làm cho cái lợi tức của nó giảm xuống. Nhưng mà nhiều người mua trái phiếu Mỹ làm cho lợi tức giảm xuống, nhưng không có nghĩa là đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu. Thậm chí đồng đô la Mỹ vẫn còn tăng. Thế thì chúng ta cần phải phân biệt ở đây, đó là có hai cái câu chuyện chi phối về cái hướng đi của đồng đô la Mỹ hiện tại. Một đó chính là cái câu chuyện về địa chính trị đó. Hai đó chính là cái câu chuyện về Fed nâng lãi suất vào cái kỳ tháng 3 này. Thì như hôm nay tôi để ý thì lại thấy rằng là cái xác suất để cho Fed nâng lãi suất từ 50 đến 75% á, là tăng lên đến 30,8%, trước đó nó chỉ có 10% thôi. Tức là cái xác suất này lại tăng lên. Thì nếu như mà cái lợi tức này này, cái bond yield này này, US 10 ý này ấy, mà tăng vì cái việc mà giảm vì cái xác suất này nó giảm á, thì đồng đô mới suy yếu. Còn nếu như cái bond yield này nó giảm vì cái xung đột địa chính trị leo thang á, thì đồng đô không có yếu đâu. Chúng ta cần phải phân biệt hai cái động lực cơ bản này nha. Tôi sẽ nhắc lại nha. Cái nhất, nếu như cái bond yield này đi xuống vì cái xung đột địa chính trị thì đồng đô sẽ không có suy yếu. Nhưng nếu bond yield này đi xuống cùng với lại cái suy giảm của cái xác suất nâng lãi suất 50 đến 75% này á, thì đồng đô mới có khả năng suy yếu. Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại chúng ta không có điều đó. Hiện tại đó là bond yield này có đi xuống thì vì là cái xung đột địa chính trị mà thôi, chứ không phải vì cái xác suất Fed sẽ nâng lãi suất thấp ở cái mức 0,5 đến 0,75% là bị suy giảm. Cho nên rằng là ngay cả khi cái lợi tức này đi xuống thì chưa chắc cái đồng đô la Mỹ đã suy yếu trong những ngày tới đâu. Và đó là cái lý do cơ bản để cho chúng ta có cái lập luận chính rằng cái việc mua vào đồng đô vẫn là cái xu hướng chính trên cái thị trường hiện tại. Về cái chiến lược chi tiết thì EUR và GBP ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục ưu tiên các cái cơ hội bán xuống. Nhìn trên biểu đồ chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ? Một cái cụm nến pin 3 đã được hình thành trên cái cặp tiền EURUSD. Với biểu đồ như này thì ngày hôm nay chúng ta có thể tham gia vào cái vị thế bán xuống luôn. Và cái target trong trung hạn thời gian tới sẽ là cái vùng 1.1140 phía bên dưới này nha. Và mức dừng lỗ đâu đó nằm trên đỉnh của những cái cây pin 3 này. Chúng ta có thể tham gia vào các cái vị thế gọi là bán dần từng phần chứ không bán ngay một lúc. Tại vì là thông thường giá sẽ có những cái sự dao động trong ngày chứ không phải là một cái mà giảm ngay xuống. Cho nên là chỗ này chúng ta có thể tham gia 1/3 khối lượng, 1/3 khối lượng tại mức Fibo 38 và 1/3 khối lượng còn lại tại mức Fibo 50%, và mức dừng lỗ trên đỉnh của pin 3 này khoảng 5 đến 7 pip nha. GBP USD cũng tương tự như vậy. Tiếp tục giá tiếp tục là một cái cây nến pin 3 báo hiệu khả năng giảm giá, nhưng có một điểm mà anh chị em cần lưu ý, đó là cái khả năng để cho cặp tiền này giảm quá sâu cũng không phải là quá là rõ ràng. Lý do là cái vùng giá trading sideways mà ngày hôm qua chúng ta đã đề cập với nhau, đúng không ạ? Hiện tại thì nó vẫn đang phát huy cái vai trò của mình là một trong những cái vùng range kháng cự và hỗ trợ. Mỗi khi mà cặp tiền tiệm cận cái biên bên dưới thì tiềm ẩn cái cơ hội phục hồi đi lên. Còn những ngày hôm qua tiệm cận cái biên bên trên thì lại bị bán xuống và là phù hợp với lại cái xu hướng chung. Nhưng nhiều khả năng với cái sự vận động của DXY ngày hôm qua thì tôi cho rằng là cái vùng giá range này sẽ khó mà giữ được trong những ngày tới, và thậm chí là có khả năng sẽ bị phá vỡ theo cái chiều hướng đi xuống. Nhưng mà trước khi nó bị phá vỡ thì chúng ta không đoán nha. Chúng ta không đoán mà chúng ta nên quan sát và chờ đợi cái sự phá vỡ thật sự, sau đó có cái retest thì chúng ta mới bán xuống. Còn hiện tại cái điều đó chưa có xảy ra thì chúng ta vẫn tiếp tục giao dịch theo cái range này, theo cái chiều hướng là bán xuống về cái biên bên dưới này nha. USD/JPY thì chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ? Đúng như là cái kỳ vọng của chúng ta trước đó, đó là sau khi mà hình thành những cái cây pin 3 này, giá có những cái sự pullback, và hiện tại thì đã vượt quá một chút cái trendline, giống như tạo thành một cái bull trap, nhưng lại cũng đụng đến cái vùng kháng cự của cái cấu trúc giá H4 này. Và hiện tại thì chỗ này được xem là một cái cụm nến pin 3 đã hình thành tại cái vùng gọi là cái key level, một cái vùng giá đặc trưng đặc biệt rồi. Với cái biểu đồ như này chúng ta có thể tham gia vào cái vị thế bán xuống của cái cặp tiền USD/JPY và cái mức mục tiêu giá trong cái ngày hôm nay ngắn hạn, đó là tại cái vùng hỗ trợ cũ. Lý do là bán xuống lúc này là tại vì chúng ta biết rằng là đồng đô la Mỹ cũng mạnh, nhưng đồng yên thậm chí còn mạnh hơn khi mà cái thị trường chứng khoán có cái sự điều chỉnh sâu như thế này. Đấy, thì thậm chí là đồng yên sẽ trở thành một những đồng tiền mạnh nhất, mạnh hơn cả đồng đô la Mỹ, và tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với những đồng tiền như EUR/JPY hay là GBP/JPY, rất là mạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tham gia vào vị thế bán xuống những cái cặp tiền chéo như vậy nha. AUD/USD thì vẫn trong một cái xu hướng chính, đó là xu hướng tăng. Nhìn cái biểu đồ daily chúng ta thấy xu hướng tăng, nhưng hiện tại thì cái áp lực bán xuống cũng đã ngày hiện rõ hơn khi chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ?
KPI ngày hôm qua là một KPI rất là rõ nét của cái bureau daily, của cái bureau daily thì nói về các cái đồng tiền hàng hóa nói chung hiện tại, đó là bao gồm có AUD, có NZD và có CAD, thì hiện tại nó đang được hỗ trợ bởi một cái quyết định của cái phía ngân hàng dự trữ Úc Châu, dự trữ New Zealand. Chúng ta biết rằng là trong ba kỳ họp gần đây thì vào cái tháng 10, tháng 11 và cái tháng 2 vừa rồi và cái ngày hôm qua vừa rồi á, thì liên tục là 3 lần nâng lãi suất, tức là ba cái kỳ họp gần đây nhất họ đều có ba cái kỳ nâng lãi suất đấy. Và chúng ta thấy rằng là như vậy là một cái lộ trình mà nâng lãi suất rất là nhanh chóng và dồn dập, đúng không ạ? Kỳ họp nào họ cũng nâng lãi suất và cái mức nâng là 0,25%. Như vậy rõ ràng là một cái lộ trình rất là thắt chặt. Và chuyên trang Lipsquark thì hôm qua có trích dẫn cái những cái gọi là những cái đánh giá của RBNZ, đó là họ sẽ nhìn nhận thấy đó là cái mức lãi suất trung bình nhé vào cái quý 1 của 2023 nó lên đến 2,57%, anh chị em lưu ý nhá. Và trong cái quý 2 thôi, tức là chúng ta bây giờ sang tháng 3 sẽ là hết cái quý 1 và chuyển sang tháng 4, 5, 6 nó sẽ là vào quý 2, thì lãi suất trung bình đã nâng lên đến 1,49%. Hiện tại thì mới có 1%, anh chị em lưu ý điểm này nhá, mới có 1%, và chỉ đến quý 2 này thôi chúng ta sẽ có mức lãi suất trung bình khoảng 1,5%. Quý 3 thì trung bình khoảng 1,89 và quý 4 từ kết thúc năm 2022 thì lãi suất đã lên đến tận 2,22%. Vậy bây giờ chúng ta hãy nhìn nhá. 2,22% với lại cái mức chênh lệch lãi suất của các một số các cái đồng tiền khác, anh chị em lưu ý cái điểm ở đây. Chúng ta có thể nhìn cái mức chênh lệch lãi suất đây. Thí dụ như chúng ta so sánh lãi suất với đồng CHF đi là 0,75%, và hiện tại CHF vẫn chưa là một trong những cái ngân hàng mà vẫn ở tầng ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, họ vẫn chưa có bất cứ một cái động lực nào về cái việc nâng lãi suất. Thế nếu như chúng ta đặt giả định đến cuối năm đồng NZD có cái mức lãi suất là khoảng 2% đi, thì chúng ta so sánh cái chênh lệch lãi suất đã lên đến 2,75%, tức là đồng NZD đã có mức lãi suất cao hơn so với CHF đến 2,75%, và điều đó đủ làm kích hoạt một cái xu hướng đó là carry trade, tức giao dịch kinh doanh chênh lệch lãi suất bằng cái việc đó là mua vào cặp tiền NZD CHF thì sẽ được hưởng cái mức chênh lệch lãi suất rất là nhiều, và đó chính là cái động lực cơ bản cho những cái cặp tiền chéo như là NZD CHF có cái sự tăng giá. Và mọi người nhìn xem những cái ngày qua khi mà chúng ta nhận thấy cái động thái của RBNZ có cái động thái nâng lãi suất như vậy thì cũng là lúc mà cặp tiền NZD CHF có những cái sự tích lũy và tăng trưởng rất là bùng nổ trong những cái ngày gần đây. Thì anh chị em lưu ý cái xu hướng này nha, có thể nó sẽ trở lại trong cái thời gian tới và còn đưa cái cặp tiền NZD CHF này đi lên rất là nhiều vì cái việc đó là giao dịch kinh doanh trên lãi suất. Mọi người lưu ý cái điểm đó nha. Thì hiện tại những cái cặp tiền hàng hóa đang được hưởng lợi rất là nhiều từ cái đang được hỗ trợ rất là nhiều từ cái quyết định của RBNZ về cái việc đó là khi mà RBNZ họ ra quyết định như vậy á, thì thị trường cũng làm phát sinh cái kỳ vọng về các cái ngân hàng tương ứng như là RBA của Úc hay là BOC của Canada, vì cái tính chất tương đồng về cái nền kinh tế của họ đó là lấy xuất khẩu hàng hóa làm trọng. Thành ra khi những cái đồng tiền khi nhìn thấy một đồng tiền như RBNZ đã ra cái ở quyết định lãi suất rất là dồn dập như vậy thì thị trường phát sinh cái kỳ vọng đó là những cái ngân hàng như RBA hay BOC cũng sẽ hành động theo tương ứng. Đó là cái lý do mà các cái mặc dù chỉ là ngân hàng RBNZ là ra quyết định thôi, nhưng những cái đồng tiền như AUD hay CAD cũng nhận được cái sự hỗ trợ tương ứng theo. Thì về cơ bản tôi cho rằng là có thể trong cái dư âm ngắn hạn hết cái tuần này các cái đồng tiền AUD, CAD hay NZD sẽ chưa có quay trở lại xuống giảm ngay đâu. Nó chỉ giảm khi nào mà cái chỉ số đấy y thật sự phá vỡ được cái vùng 96.4 để xác lập một cái xu hướng đi lên thật là mạnh mẽ. Còn hiện tại thì có thể nó chuyển sang cái trạng thái trading sideways mode, tại vì là hai cái đồng tiền này đều mạnh, hai cái đồng tiền này đều mạnh. Và chúng ta có thể quan tâm theo cái chúng ta có thể đứng ngoài và tiếp tục quan sát. Còn nếu như thật sự phải lựa chọn vào cái tình thế gọi là bán xuống thì tôi vẫn đặt cược đó là cái khả năng cái sức mạnh của các cái đồng tiền hàng hóa có mạnh nhưng không mạnh bằng đồng đô la Mỹ đâu, không mạnh bằng đô la Mỹ đâu. Và nếu thật sự phải tham gia vào vị thế dịch thì tôi chọn cái vị thế đó là sell xuống, như là AUD, NZD sell xuống, còn USD, CAD có thể sẽ mua lên. Lý do là khi mà thị trường tiếp tục thị trường chứng khoán á tiếp tục có những cái sự điều chỉnh sâu như này á, thì cùng với cái sự lu mờ của cái quyết định này càng mờ nhạt qua thời gian, nó càng mờ nhạt dần đi đúng không? Cái quyết định lãi suất ngày càng mờ nhạt gần đi á, thì cùng với lại cái tâm lý ngày càng trở nên thận trọng hơn trên cái thị trường,
thì các cái đồng tiền này ngày càng suy yếu. Song song với đó là chúng ta biết rằng cái xu hướng đồng đô ngày càng được củng cố khi mà càng tới gần cái thời điểm Fed họp là ngày 16 tháng 3 tới đây. Đấy, thì nếu như thật sự phải lựa chọn cái kịch bản bán xuống thì tôi sẽ cái kịch bản phải tham gia thị trường của các cặp tiền này thì chúng ta tham gia vào cái vị thế bán xuống nha. Nhưng còn trong hiện tại thì chúng ta không cần thiết phải bán vào những cái cặp tiền hàng hóa mà có thể tham gia bán vào những cái cặp tiền như EUR, như GBP thì cái xác suất thắng nó sẽ cao hơn và cái mức dịch chuyển kỳ vọng nó sẽ lớn hơn rất là nhiều nha. USD CAD cũng như vậy. Tiếp tục cái vùng giá trading sideways của chúng ta phát huy được vai trò đúng không ạ? Ngày hôm qua khi mà tiệm cận được đến cái vùng biên này thì giá làm sao? Giảm rất là mạnh. Giá giảm rất là mạnh và rõ ràng là đụng được đến cái vùng support trước đó thì lại có sự điều chỉnh đi lên. Với cái biểu đồ như thế này á thì rất có thể là cái vùng giá trading sideways này tiếp tục phát huy trong cái thời gian tới và nó cũng phù hợp với lại cái xu hướng chung mà chúng ta vừa nhận định, đó là các cái đồng tiền hàng hóa cũng mạnh và đồng đô la Mỹ cũng mạnh, và đó là cái lý do mà chúng ta nhận thấy rằng là USD CAD đã chuyển mình vào cái trạng thái trading sideways rồi. NZD là cái đồng tiền chính trong cái phiên trading ngày hôm qua, lý do với là cái quyết định của ngân hàng RBNZ đúng không ạ, thì giá đã phá vỡ hoàn toàn được cái vùng kháng cự 0.6730. Hiện tại thì chúng ta chờ đợi một cái cú retest và có thể sẽ tiếp tục quay trở lại cái đỉnh cũ, nhưng mà sẽ không tăng quá mạnh được đâu, tại vì lý do là đồng đô la Mỹ cũng không phải là đồng tiền yếu. Tuy nhiên là với cái quyết định của RBNZ rất là dồn dập như vậy thì đồng NZD đang là một trong những cái đồng tiền mà đang được nhận được cái sự hỗ trợ rất là nhiều từ phía ngân hàng trung ương. Thành ra là cặp tiền này thì trong cái bối cảnh hiện tại chúng ta không có nên tham gia vào cái vị thế bán xuống. Cái vị thế bán xuống giống như là AUD, thì AUD thì vẫn đang chỉ là trong cái đồn đoán về cái việc sẽ bước chân vào cái lộ trình thắt chặt giống như NZD mà thôi. Còn NZD thì thực tế là nó đang trong cái lộ trình cứ mỗi lần họp họ sẽ nâng lãi suất 0,25% rồi, và tiếp tục có những cái dự đoán rất là mạnh mẽ như thế này thì nhiều khả năng là NZD sẽ còn được hỗ trợ trong cái thời gian tới. Tuy nhiên với cái sức mạnh của đồng đô hiện tại thì chúng ta cũng không dại dột mà tham gia vào cái vị thế bán xuống hay là mua lên nha. Với cái biểu đồ như này thì chúng ta tiếp tục có những cái quan sát và chờ đợi những cái tín hiệu mới hơn. Với USD CADF thì giá chạy khá là sát theo cái kịch bản mà chúng ta vẽ trước đó, đó là gì ạ? Đụng đến vùng trendline và hình thành cụm nến pin 3 và tiếp tục giảm xuống đúng không ạ? Chạy rất sát theo cái kịch bản, một cái vận động mà gọi là rất là sách vở theo đúng như cái nhận định của cái phiên trading ngày hôm qua. Đó là mặc dù giá có cái sự pullback rất là mạnh nhưng cái cấu trúc giá thì chưa bị phá vỡ, và khi đụng đến đường trendline thì lại hình thành cái cụm nến pin 3 và hiện tại thì đang giảm xuống. Với cái sự leo thang của cái vấn đề Ukraine, xung đột Ukraine hiện tại thì tôi cho rằng cái dư địa để cho cặp tiền này USD/CHF tiếp tục giảm xuống là hoàn toàn có thể. Không chỉ USD/CHF mà cho rằng là những cái cặp tiền khác, thí dụ như EUR/CHF thậm chí sẽ còn giảm sâu hơn. Lý do là đồng đô la Mỹ còn đang mạnh hơn những cái đồng tiền như là EUR hay là GBP/CHF cũng như vậy. Nhiều khả năng sẽ có những cái sự suy giảm rất là mạnh mẽ. Chúng ta nhận thấy cứ khi hình thành một cái cụm nến pin 3 như vậy thì giá lại tiếp tục giảm xuống, và những cái biểu đồ của cặp tiền USD/CHF hiện tại nó đang dự đoán cho cái việc cái vấn đề Ukraine sẽ còn tiếp tục leo thang nhiều hơn nữa. Thì liên quan đến vấn đề Ukraine, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái buổi Zoom nói về cái nói chi tiết hơn một chút về cái xung đột Ukraine hiện tại, cùng tìm hiểu ấy quan hệ của Nga và NATO cũng như là những cái tác động của vấn đề Ukraine đến các cái thị trường tài chính hiện tại. Thì anh chị em quan tâm có thể tham gia vào cái buổi Zoom 8 giờ 30 phút tối nay nhá. Thị trường vàng thì cũng chung một cái xu hướng, đó là khi cái tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn, xung đột địa chính trị ngày càng leo thang thì thị trường vàng tiếp tục quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng. Và ngày hôm qua giá vàng tiếp tục tăng lên đến cái vùng 1910. Tuy nhiên là hiện tại thì chúng ta nhận thấy cái vùng giá này vẫn chưa có phá vỡ được. Có một điểm chúng ta cần lưu ý lúc này đó là gì ạ? Hiện tại chúng ta đã hình thành được một cái cụm nến pin 3 sau khi mà đụng đến cái vùng 1910. Với cái cụm nến hình thành như này thì tôi cho rằng cái vùng này sẽ bị phá vỡ sớm thôi. Và chiến lược giao dịch chủ đạo trong cái ngày trading ngày hôm nay đó là mua lên. Đối với cái thị trường vàng, chúng ta có thể chuyển xuống những cái time frame thấp hơn như là H4, H1 để tìm ra những cái tín hiệu để mua lên. Thí dụ như là ngày hôm nay nó có sự điều chỉnh đi xuống, sau đó rút chân để lại những cái cây nến pin 3 tại đây á, thì chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên tiếp tục nha. Các cái chỉ số chứng khoán thì sao? Đến lúc này thì dường như là cái gọi là cái vùng sinh tử, cái vùng hỗ trợ 4.300 điểm của chỉ số S&P 500 dường như đã bị phá vỡ đúng không ạ?
nó chỉ còn lưu luyến một chút cái dấu nến của cái vùng hỗ trợ trước đó mà thôi. Nhưng nhìn cái thế chat này thì rõ ràng rằng là dường như đã bị phá vỡ. Với biểu đồ như thế này cùng với lại các cái câu chuyện cơ bản hiện tại đó là xung đột địa chính trị Ukraine, Fed nâng lãi suất vào kỳ họp tháng 3, thì tôi cho rằng là thị trường sẽ còn tiếp tục giảm sâu nữa. Nếu như chúng ta tính từ đỉnh là khoảng đâu đó 4.800 điểm cho đến vùng giá hiện tại khoảng 4.200 điểm, tức là thị trường mất đâu đó khoảng hơn 9%, hơn 9%, thì hơn 9% cho một cái kỳ correction không phải là lớn, không phải là lớn. Nói như vậy nghĩa là như nào? Có nghĩa là thị trường vẫn hoàn toàn có thể có những cái điều chỉnh sâu hơn nữa. Và điều này rất là phù hợp nếu như chúng ta zoom cái biểu đồ của S&P 500 lại đi, nhìn cái từ đỉnh, nhìn cái kỳ tăng giá từ cái thời kỳ 2020, cái thời kỳ mà Covid xảy ra lan sang Mỹ, từ Trung Quốc lan sang Mỹ, thị trường tăng một mạch là từ đâu đó khoảng 2.200 đúng không? 2.200 mà tăng một phát đến 4.800, tức là tăng hơn 100%, tăng hơn 100%, và sau đó đang hiện tại đang correction khoảng chưa đến 10%, thì cái correction này tôi đánh giá vẫn là nhỏ chứ chưa có lớn, chưa có lớn. Hiện tại chúng ta còn rất nhiều các cái sự kiện ở phía trước mà theo cái chiều hướng là tác động tiêu cực đối với thị trường. Thành ra mà nói thì thứ nhất về vận động thị trường, về yếu tố kỹ thuật thì chúng ta có hai này, low này, hai là low này, và hiện tại nó đang forming một cái low, tức là một cái đáy mới thấp hơn đúng không ạ? Tức là cái cấu trúc giá hiện tại nó đã chuyển sang một cái cấu trúc downtrend structure rồi, với các cái đỉnh đáy ngày càng thấp dần hơn, và các cái câu chuyện phía trước thì vẫn đang diễn tiến theo cái chiều hướng đó là tiêu cực, Fed nâng lãi suất, xung đột địa chính trị ngày càng nhiều hơn. Với cái những cái câu chuyện như vậy thì tôi cho rằng S&P 500 hay là các cái chỉ số khác như Dow Jones, như US Tech hay là cổ phiếu công nghệ sẽ tiếp tục đi vào cái trạng thái điều chỉnh sâu nữa, và chúng ta ưu tiên các cái cơ hội bán xuống nha. Bitcoin cũng như vậy, khi tâm lý thị trường chung là xấu như vậy thì nhiều khả năng Bitcoin cũng sẽ chung một cái động thái là đi xuống, hay thị trường tiền số nói chung cũng sẽ đi xuống mà thôi. Vùng hỗ trợ 34.600 nhiều khả năng sẽ không giữ được, mà có thể thị trường sẽ quay trở về đến cái vùng support sâu hơn, đó là khoảng 29 hoặc là 30.000 trước đó, cái vùng mà chúng ta vẽ đây này. Thì hiện tại tôi đang có một cái view tương đối là tiêu cực đối với lại thị trường tiền số, tại vì cái quan sát gần đây á thì cho thấy là Bitcoin lại không có giống, không mang các cái đặc tính của thị trường vàng. Tức là nếu như mà khi tâm lý thị trường là xấu, người ta bán tháo tài sản thì vàng lại là nơi người ta tìm về. Nhưng cái quan sát gần đây cho thấy Bitcoin lại tương quan chặt hơn với S&P 500, tức là người ta coi Bitcoin giống như là một cái loại tài sản mang cái tính rủi ro cao chứ không phải là một cái loại tài sản trú ẩn. Thành ra là khi mà tâm lý thị trường chung xấu như vậy thì có thể Bitcoin sẽ có những cái sự điều chỉnh đi sâu hơn nữa, và chúng ta ưu tiên các cái cơ hội sẽ bán xuống đối với thị trường tiền số nói chung nha. Thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày 24 tháng 2. Xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch hiệu quả.